Ước gì mà có ai đứng đây chụp hình cho chị Đạt ơi. Chuyện gì đấy? Mẹ ơi, mấy anh chị chơi cái chị này á, chơi cái gọi là cái chuột ống bên đôi Nha Trang á mà. Trời ơi, đi chơi cái cầu chuột kia á mà, cái đít bị té, đau cái đít quá trời, chơi xong rồi ê mong luôn. Ôi giời. Kiến này đi đâu ấy? Dạ, con đang đi học. Đi học toán. Cố gắng lên con nha. Con cố gắng. Mẹ ơi, ơi. Khi mà về Nam, về Việt Nam á, mẹ biết con sẽ muốn gì nhất? Con muốn đi Nha Trang chơi cái đấy chứ gì? Đúng như vậy. Cái lúc thì muốn đi Suối Tiên. Thì Suối Tiên có giống Nha Trang đâu. Thế bây giờ tóm lại là muốn đi đâu? Dạ Nha Trang. Còn nếu như mà có sự kiện vui nó mẹ cho con đi nha, con được gặp idol của con. Idol con là ai vậy? Dạ chị Mai Đen với lại anh Mai Đen với lại chị An Trù và chị Bối Bối. Chị Bối Bối gặp rồi. Angel chị nào chơi? Chị Angel là chị rất vui lắm. Nhưng mà chị kiếm được công điện là cái chị có đang xem á. Chạy kêu rằng là ai đi chơi đá quẩy nguyên cái khu đó luôn. Ai sợ thì đi về nha. Tại do té ê mong luôn mà. Ê hết cái mong. Bây giờ đang là 5 rưỡi chiều. Tật nó bắt đầu. Bầu trời nó xanh như này cơ mà. Đó, để chở bà Kiến đi học á. Khoan, dừng khoảng chừng là hai đây mà. Một là cái chân bỏ xuống con. Dạ, sorry. Cái Tita World này, World Adventure thì nó đẹp lắm thì vẫn thích. Bây giờ Nha Trang một là Nha Trang, hai là cái kia, nhưng mà đi bơi đã hơn nên thôi. Ý Nha Trang. Đó, hàng ngày Kiến sẽ đi học thêm môn toán nha. Có nhiều người bảo em rằng là không cần đâu. Sang đây rồi các cháu nó sẽ tự giỏi. Không có đúng mọi người ạ. Tại vì cái toán của Việt Nam mình ý, nó không dạy giống bọn toán của Mỹ. Nó để các phép tính nó bị lạ sao ấy. Em có xem rồi, không có giống như ngày xưa mình học đâu mọi người ơi. Cho nên là phải cho đi học thêm ở trung tâm để được học gọi là gì nhỉ? Kinh nhật có phải là không để cái phép chia, phép phi chia như bọn con học bên Việt Nam đúng không? Đúng rồi, không để chia, không làm bài giải. Nên là em mong muốn là kiếm được điểm A, chứ điểm B thì không có được. Điểm B là không được. Điểm B, điểm C là không có được. Phải là A. Tại vì điểm A là nó sẽ từ 90 đến 100. Tên là Vin Wonder nha. Cho nên là hàng ngày phải đưa Kiến đi học. Học thêm á. Đó. Đưa đi xong rồi đến học một tiếng xong đón về. Đấy, nên mọi người cứ hỏi em là sao Trang không đi làm nail. Tại vì là cái công việc chủ đạo ấy, cái việc sang Mỹ ấy, cái việc là quan trọng nhất của em đó chính là cho Kiến học. Chính vì thế là mình phải tập trung. Ví dụ như mình đi làm nail thì sáng ngày ra mình làm sao đi học tiếng Anh được. Học tiếng Anh từ 9 giờ sáng đến 12 giờ. 12 giờ về ăn cơm trưa xong chuẩn bị đồ ăn xế cho Kiến. Nó đi học về nó ăn xế là tầm 3 rưỡi, nó ăn xế đến 4 giờ, nó đi tắm rửa nghỉ ngơi đến 5 giờ rưỡi là bắt đầu từ nhà chạy đi học. 6 giờ là học, thì học đến 7 giờ, 7 giờ xong là bắt đầu đi về nhà. Đó, đi về nhà xong rồi là rửa ráy chân tay, ăn cơm tối và đi ngủ thôi. Trông vậy thôi chứ một ngày là cũng diễn ra nhanh lắm mọi người ạ. Ngủ nghe nắng cho mọi người xem này. Đó. Mọi người thấy không? Bây giờ đang là 5 rưỡi chiều. Mọi người thấy những cung đường không? À, em đang đi cung đường trong local để mọi người nhìn á. Đây là bên phải á, là những khu gọi là khu chung cư đó mọi người. Gọi là apartment. Cái bên phải gọi là apartment. Một căn đấy thì em cũng không biết giá bao nhiêu tiền, nhưng thuê khoảng $2,000.
2.000 đô một căn là hai phòng ngủ á, hai phòng nhỏ nhỏ như kiểu dạng ấy á. Đường bên Mỹ thì đa phần nó sẽ tiểu bang nào nó cũng sẽ nhỏ nhỏ, sẽ có những cái đường nhỏ như này này. Nhưng mà đấy, những cái cung đường này thì em thích, em lại không thích đi freeway. Đi freeway thứ nhất là xe chạy rất là nhanh, em rất là sợ. Cái thứ hai là không ngắm được những cái romantic. Đó, mọi người nhìn thấy đẹp không? Mọi người thấy không? Đây là đường local. Người ta gọi là local là trong khu dân cư á. Thì mọi người tưởng tượng là đường nó sạch bóng như thế này này, là người ta đều có hệ thống thổi lá với hút lá với quét đường lắm. Cái cây đẹp lắm mọi người ạ. Đó. Mọi người xem livestream của em, mọi người xem những cái buổi livestream của em, mọi người có thể thích không? Em ngoài những cái scandal drama thì em sẽ quay cho mọi người xem. Đó. Thích không? Đó. Mỹ mà nó sẽ có cái mùa là gọi là mùa thu lá vàng. Còn Hà Nội mình sẽ có cái mùa gọi là đó, mọi người nhìn cái xe đằng sau này đó, những cái đi xe nhỏ nhỏ chạy trong cung đó, đẹp không? Đó, đây cái nhà này. Em thích cái hai cái cây này dã man luôn mọi người. Đó, mọi người thấy hai cái cây này không? Đó, những căn nhà đó, mọi người thấy không? Đó, thích không? Mọi người ngắm mọi người cũng thích đúng không mọi người? Mọi người thả tim, thả like cho em nhá. Em là vừa chạy xe vừa quay clip cho mọi người đó. Nhà Mỹ là thế này đấy. Trông vậy thôi mấy cái nhà em mắc nha mọi người. Trông vậy thôi mà mấy cái nhà em mắc nha. Nó càng trong những cái khu mà trông nó như thế này là nó càng mắc, núi đồi này mắc nha. Và mấy cái nhà này tuổi thọ lâu năm lắm rồi đấy mọi người. Khi mà mọi người xem trên kênh của em thì mọi người sẽ thấy đó, đấy không? Cỏ này là phải cắt nha, không cắt phạt đó. Đấy, bên trong này là những khu nhà. Đó, mọi người thấy đẹp không? Trời ơi, quá lãng mạn luôn đúng không? Ôi, cây đẹp quá, đứng chụp hình là nhức cái nách luôn. Tiếc là ở đây không qua chụp hình cho em các bác ơi. Đó, đây mọi người nhìn. Đó, dưới này người ta có thể người ta trồng mà người ta không trồng đất nhà người ta không ấy nhỉ. Đó, với cái nhà kho này, nhà họ ở này. Đó. Đấy nên là mà mọi người sẽ hiểu được rằng là cái thời gian của em phải làm cái công việc chủ động. Nên là ví dụ hôm nay em không có đơn nào, em không bán được đơn cá nào chẳng hạn, thì em ở nhà em ngủ, mai em có đơn em đi. Đó, đẹp không? Stop sign là phải dừng này. Nhìn phải không có người này, nhìn trái không có người mới rẽ này. Chứ không phải là không có người là phải là phi đâu. Đó. Em đi cái này xong em đi tắt để em đi ra. Đó, cái cây xanh lè mát đẹp không? Em đi ra khu freeway. Em thích đi cái đường này này. Nó sẽ chọn. Em thường chọn là cung đường không đi freeway. Em trên map của em ấy là em sẽ chọn cung đường không freeway để em đi. Vì em thích. Vì em thích đi đồng quê này mọi người. Em là con người lãng mạn không quý vị? Đó. Không biết lồng cái nhạc gì vào cho mọi người nghe cho nó thích. Cái nhạc nào miễn phí để em không bị đánh gậy. Trời ơi. Đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Chuẩn men đó, những cái rừng. Úi dồi. Đó, mọi người nhìn nhà bên này này. Apartment. Cái này gọi là apartment nha mọi người. Đó, nó khu này nó chuẩn bị đến cái khu sầm mốt nha mọi người. Đó, ra đường lớn này. Đó, thôi em cúp máy nha, ra đây dễ có police lắm nha. Ra đây dễ có police. Wonder này là rất y chang nha cha. Ở bên Disney nha, nó cho mình xem gọi là pháo hoa và xem những câu chuyện về Tata và những sở xứ thần tinh á. Nhưng mà tới khúc đi bơi là không chịu rồi. Đi 4 người nhưng mà phải đi 4 người mới chơi được cái trò mà rơi xuống mà phải cái đục. Phao cái gì? Đúng rồi, cái phao nhưng mà nó bắt 4 người lận nha. Con chưa đủ cân nặng, con phải 30 cân. Con mới có 25, 26 cân không được đâu, đúng chưa đi. Con dáng lên 2-3 năm nữa con phải 30 cân rồi con mới có thể đi được cái trò đấy. Con đi mẹ thì gấp 3 lần cân con, nó bị bênh á. Thì đi với bạn con. Bọn con không đủ cân nặng không chơi được. Khổ ghê vậy nè. Thì như này
Mẹ con không thấy đi chỗ chơi người ta phải cái cân đi à? Chứ bảo con không